Con cái nhà ai mà đẹp nhất cái nách vậy nè? Tất nhiên là tiệm mèo sen rồi. Một bé anh lông dài màu silver chỉ với 12 cá và có thể đón bé ngay. Bé rất thông minh, lanh lợi. Nhân dịp tháng sale, tiệm cũng sẽ tặng kèm bạn phụ kiện lên tới 500k. Còn chần chờ gì nữa mà không inbox ngay cho tiệm.